Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 4. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra công tác chuẩn bị cho đêm lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tại quảng trường trung tâm hội nghị tỉnh. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, thành phố Cần Thơ gặp gỡ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để kêu gọi đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Xác định rõ vai trò mục tiêu đảm bảo cung ứng đủ điện năng phục vụ sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. 30 năm qua, kể từ ngày tái lập tỉnh Trà Vinh, công ty điện lực Trà Vinh đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt khó để đưa ánh sáng nguồn điện về các vùng nông thôn, vùng có đồng bào dân tộc trong tiến trình đổi mới và hội nhập. Các bạn, ngay trong chiều 28 tháng 4, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho đêm lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tại quảng trường trung tâm hội nghị tỉnh. Cùng đi có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Thanh Bình, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trần Quốc Tuấn, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường yêu cầu ban tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tiếp tục rà soát tất cả các công việc, trong đó báo cáo cập nhật tình hình đại biểu về dự, quan tâm cho công tác khánh tiết, đón tiếp đại biểu, đảm bảo chu đáo, chân tình, hiếu khách. Từ ngày đại biểu đến tỉnh Trà Vinh đến rời Trà Vinh sau khi kết thúc lễ. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cũng yêu cầu rà soát lại chương trình chi tiết của kịch bản đêm lễ kỷ niệm, nhất là phần lễ, từng chi tiết phần lễ diễn ra phải được bố trí phù hợp, trang trọng. Phần chương trình nghệ thuật phải đảm bảo chủ đề ca ngợi về quê hương đất nước, ca ngợi thành tựu 30 năm của Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh, thể hiện một Trà Vinh tình đất tình người, Trà Vinh với khát vọng vươn lên phát triển. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các sở ngành sau lễ cần tiếp tục các hoạt động tuyên truyền thành tựu 30 năm tái lập tỉnh, nhằm phát động trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục tinh thần thi đua, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo. Tại buổi làm việc, ban tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh cũng báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về các phương án giải pháp để phòng đêm lễ diễn ra mưa bão. Chiều hôm qua ngày 27 tháng 4, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh tại quảng trường trung tâm hội nghị tỉnh. Đến thời điểm này đã có 8 trên 12 hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh hoàn thành. Các hoạt động đều đảm bảo về quy mô hiệu quả. Riêng 4 hoạt động còn lại trọng tâm nhất là đêm lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, thì đến thời điểm này, mọi công việc đã chuẩn bị xong. Trong đó đã kết nối với VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, tổng duyệt tổng thể chương trình, và đêm 29 tháng 4 diễn ra chính thức. Hoạt động thứ hai là hoạt động hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn OCOP Trà Vinh năm 2022 cũng đã chuẩn bị xong. Theo dự định ban đầu là 250 gian hàng, thì đến thời điểm này đã có 270 gian hàng và 11 tỉnh bạn tham gia hội chợ. Thứ ba là hội nghị trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh vào 14 giờ ngày 29 tháng 4 sẽ khai mạc tại Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoạt động cuối cùng là hội thảo du lịch vào ngày 5 và ngày 6 tháng 5 với sự tham gia của khoảng 100 đại biểu, chuyên gia, các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh. Tới thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị đã xong. Theo đánh giá chung của ban tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, thì đến thời điểm này, tất cả mọi hoạt động đều diễn ra đúng theo kế hoạch và theo chỉ đạo của tỉnh ủy. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiểm tra khảo sát trực tiếp công trình văn hóa Âm Giang Khát Vọng Trà Vinh, quảng trường có nhiều bộ đàn đá nhất Việt Nam đang trưng bày tại quảng trường trung tâm hội nghị tỉnh. Kiểm tra tình hình dàn dựng sân khấu lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ban tổ chức cần chú trọng hơn nữa công tác khánh tiết, đón tiếp đại biểu và đặc biệt là chuẩn bị các phương án cần thiết cho tình huống nếu đêm lễ bị ảnh hưởng thời tiết xấu như mưa bão.
kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước và 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Ngày 27 tháng 4, ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Điệu ở xã Tâm Ngãi, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tình và thăm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Văn Hơn cùng cư ngụ ở xã An Phú Tân. Tại các nơi đến thăm, ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đã cần thăm hỏi sức khỏe và tìm hiểu tình hình đời sống của các gia đình, đồng thời cũng ghi nhận những công lao đóng góp và hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Qua đây, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh cũng mong rằng các gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống của cha anh, ra sức thi đua lao động sản xuất, tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, trong thời gian qua, các đồng chí lãnh đạo đã đến các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, thành phố Cần Thơ, gặp gỡ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để kêu gọi đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Tổng hợp sau đây của biên tập viên thời sự. Ngay từ những ngày đầu tháng 4, đoàn công tác của tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn, đã đến tỉnh Bến Tre gặp gỡ lãnh đạo tỉnh Bến Tre cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre để trao đổi, mời gọi hợp tác liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm dừa hữu cơ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đoàn đã đến tham quan các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm từ dừa để tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp khắp các địa phương trong tỉnh Bến Tre. Từ cuối năm 2019 đến nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt dịch thứ tư bùng phát, làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị để phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp, đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Các công ty đã bắt tay vào khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông tin với lãnh đạo các công ty trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, Trà Vinh là một trong những tỉnh có diện tích cây dừa đứng thứ hai chỉ sau tỉnh Bến Tre, diện tích gần 25.000 hecta với hơn 6,9 triệu cây dừa. Trong đó diện tích dừa cho trái trên 20.900 hecta chiếm 84% diện tích trồng, năng suất bình quân 16,6 tấn một hecta, sản lượng trên 356.000 tấn, tương đương 296 triệu trái. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện thông tin về công tác xúc tiến đầu tư năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, tập trung vào 3 nội dung: chế biến nông sản từ dừa, chế biến thủy sản từ tôm sú và mời gọi đầu tư lĩnh vực du lịch sinh thái, cũng như những chính sách ưu đãi về đầu tư, nguồn lao động và nguồn nguyên liệu dừa dồi dào của Trà Vinh. Qua đó, đoàn công tác của tỉnh mong muốn các doanh nghiệp đầu tư vào Trà Vinh, nhất là lĩnh vực nông sản có tính tương đồng của hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cam kết với các công ty là tỉnh Trà Vinh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các công ty vào đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đến ngày 7 tháng 4, Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh và công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre Petrimet đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai dự án liên kết phát triển bền vững các chuỗi sản phẩm dừa. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Thái Văn Chuyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thường trực Petrimet cho biết, hiện nay sản phẩm chủ lực của công ty là các sản phẩm được chế biến từ dừa như nước dừa, nước cốt dừa đóng hộp. Bên cạnh thị trường nội địa, sản phẩm của công ty đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới. Việc lựa chọn tỉnh Trà Vinh để đầu tư dự án lần này, công ty muốn mở rộng việc xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ trái dừa, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đồng thời xây dựng kế hoạch kinh doanh, đảm bảo lợi ích của người dân trong quá trình liên kết phát triển vùng nguyên liệu, trước mắt là sơ chế các sản phẩm từ dừa, làm nền tảng tiến tới mở rộng nhà máy chế biến dừa, hỗ trợ tiêu thụ nguồn nguyên liệu dừa cho người dân địa phương. Chia sẻ với công ty Petrimet, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, Trà Vinh là một trong những tỉnh có diện tích trồng dừa nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ hai sau tỉnh Bến Tre. Hiện tổng diện tích trồng dừa của tỉnh gần 25.000 hecta với khoảng 7 triệu cây, trong đó tập trung nhiều nhất ở các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Kè. Sản lượng hàng năm ước đạt trên 356.000 tấn, tương đương 296 triệu trái. Việc lựa chọn mở nhà máy ở tỉnh Trà Vinh sẽ góp phần giúp công ty mở rộng quy mô sản xuất, cũng như đáp ứng nguồn nguyên liệu, phục vụ việc chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ dừa. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cam kết tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định,
đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện cho công ty sớm tiến hành triển khai dự án xây dựng nhà máy sơ chế chế biến tại tỉnh Trà Vinh. Nhân đây, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện thông tin về công tác xúc tiến đầu tư nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, tập trung vào 3 lĩnh vực: chế biến nông sản chủ lực là dừa, chế biến thủy sản và mời gọi đầu tư lĩnh vực du lịch sinh thái với những chính sách ưu đãi về đầu tư, nguồn lao động dồi dào. Tiếp đó, đoàn trực tiếp khảo sát vị trí đầu tư nhà máy tại ấp Từ Ôn 1, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần. Đây cũng là một trong những vùng nguyên liệu dừa lớn của tỉnh, sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của công ty về nguồn nguyên liệu dồi dào trong sơ chế và chế biến các sản phẩm từ dừa. Tiếp đó, ngày 13 tháng 4, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh Trà Vinh đã có chuyến xúc tiến mời gọi đầu tư tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Hậu Giang. Tại tỉnh Bạc Liêu, đoàn đã đến tham quan và tìm hiểu mô hình nuôi tôm công nghệ cao khép kín của công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tham quan và làm việc với công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang, địa chỉ khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ngành nghề chính của công ty là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Thông tin với lãnh đạo hai công ty, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, tổng sản lượng thủy sản hàng năm của tỉnh Trà Vinh trên 220.000 tấn, trong đó nuôi trồng thủy sản tổng diện tích trên 56.000 ha, sản lượng trên 151.000 tấn. Tôm sú sản lượng trên 13.000 tấn, tôm thẻ chân trắng sản lượng trên 58.000 tấn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh cũng cho biết thêm, Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành quyết định về thực hiện chiến lược phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nhiệm vụ thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp tạo liên kết để phát triển bền vững các chuỗi sản phẩm tôm trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, tỉnh tập trung tổ chức triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển liên kết giữa các doanh nghiệp với các hộ nuôi thủy sản trong tỉnh nhằm sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng các thị trường xuất khẩu, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững các chuỗi sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh mong muốn mời các doanh nghiệp sang tỉnh Trà Vinh khảo sát vùng nuôi tôm, xây dựng các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh và phát triển liên kết với người sản xuất, các cơ sở, hợp tác xã thực hiện thu gom và sơ chế trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh cũng cho biết là tỉnh sẽ tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đầu tư, kết nối đào tạo nghề, cung cấp nguồn lao động tại chỗ, phục vụ sản xuất và phát triển các dịch vụ. Ngày hôm sau, đoàn công tác của tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn, đã đến thành phố Cần Thơ gặp gỡ lãnh đạo tập đoàn Lộc Trời chi nhánh Cần Thơ để trao đổi mời gọi hợp tác đầu tư vào tỉnh Trà Vinh. Thông tin với đoàn, lãnh đạo tập đoàn Lộc Trời cho biết, vụ đông xuân năm 2021-2022, tập đoàn Lộc Trời đã liên kết với Ủy ban dân huyện Cầu Kè tổ chức sản xuất 300 ha với hình thức liên kết là tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ không hoàn lại 100% lúa giống, hỗ trợ trả cuối vụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thu mua toàn bộ sản phẩm của nông dân theo giá thị trường. Hiện nay, tập đoàn Lộc Trời tiếp tục mở rộng diện tích 1.000 ha vào vụ hè thu năm 2022 tại các xã Châu Điền, Phong Phú, Phong Thạnh, huyện Cầu Kè. Để đầu tư vào tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới, tập đoàn Lộc Trời đề nghị với lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh nên quy hoạch vùng nguyên liệu đồng bộ. Để tập đoàn Lộc Trời đầu tư, tỉnh quy hoạch bao nhiêu thì tập đoàn Lộc Trời đầu tư bấy nhiêu. Về cây ăn quả thì sẽ đầu tư vốn giống, kết nối với thương lái để thu mua sản phẩm của bà con. Riêng đối với sầu riêng và xoài, tập đoàn Lộc Trời bao tiêu sản phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành kế hoạch về chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, nhiệm vụ thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp tạo liên kết để phát triển bền vững các chuỗi sản phẩm lúa trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, tỉnh tập trung tổ chức triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển liên kết giữa các doanh nghiệp với các hộ sản xuất trong tỉnh nhằm sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các thị trường xuất khẩu, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển bền vững các chuỗi sản phẩm lúa gạo trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh cũng cam kết là tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục đầu tư, thành lập các hợp tác xã kiểu mới, kết nối đào tạo nghề, cung cấp nguồn lao động tại chỗ, mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị sơ chế, cũng như đào tạo các kỹ năng cần thiết cho lao động của các hợp tác xã.
Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước và kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đến dự lễ công bố quyết định công nhận xã Đức Mỹ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao có bà Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy Càng Long. Sau khi được công nhận xã chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Đức Mỹ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ban chỉ đạo xã đã tranh thủ huy động nguồn lực trên 117 tỷ đồng, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát huy tiềm năng thế mạnh kinh tế nông nghiệp, chủ động xây dựng nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người trên 61,2 triệu đồng một người trong năm. Công tác chăm lo đời sống tinh thần của người dân luôn được quan tâm. Cảnh quan môi trường, các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phát biểu tại buổi lễ, ông Quỳnh Công Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Càng Long ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Mỹ đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao thời gian qua. Để giữ vững tiêu chí đã đạt được và phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Mỹ tiếp tục phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới. Chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện chuỗi giá trị hàng hóa, phát triển dịch vụ ngành tiểu thủ công nghiệp và phát triển làng nghề, các sản phẩm OCOP để nâng cao thu nhập cho người dân. Thường xuyên phát động phong trào vệ sinh môi trường, đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng qua gian đường và tại các khu vực công cộng, tạo môi trường xanh sạch đẹp. Tại huyện Duyên Hải, đến dự lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận xã Đông Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao có ông Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải. Sau 4 năm triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, cả hệ thống chính trị xã đã huy động mọi nguồn lực đóng góp trên 255 tỷ đồng để hoàn thành việc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt được những kết quả nổi bật. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư, xây dựng khang trang, chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, các hoạt động văn hóa thể thao quần chúng được đẩy mạnh, từng bước đi vào nền nếp. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2021 đạt 62,9 triệu đồng một người một năm, tăng 21 triệu đồng một người một năm so với năm 2018. Các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người nghèo vay vốn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo được quan tâm thực hiện tốt, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 0,27%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, diện mạo nông thôn khang trang, cảnh quan xanh sạch đẹp, đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng cao. Tại buổi lễ, ông Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy và ông Trương Văn Quy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Đông Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tại huyện Cầu Kè, đến dự lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận xã Phong Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè. Phong Phú là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm trên 60% dân số chung của xã. Năm 2021, xã được huyện chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã đã huy động với tổng nguồn vốn trên 120 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 27 tỷ đồng để xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ đó làm cho đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Bộ mặt nông thôn không ngừng phát triển khởi sắc. Cụ thể, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 61 triệu đồng một người trong năm và có 97% hộ xây dựng được nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, 100% hộ sử dụng điện và nước hợp vệ sinh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Diêu Hùng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Cầu Kè đã ghi nhận và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Phú đã xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra. Qua đây, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Cầu Kè cũng đề nghị xã Phong Phú trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí mà xã đã đạt được, tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng về xây dựng nông thôn mới để tích cực hưởng ứng tham gia cùng với chính quyền địa phương hướng tới xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, xã cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động phát triển sản xuất để tăng thu nhập kinh tế, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và tham gia tốt các phong trào do địa phương phát động để góp phần tạo bộ mặt nông thôn của xã ngày càng đổi mới, phát triển, văn minh, giàu đẹp. Tại huyện Trà Cú, đến dự lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về công nhận xã Quảng Hữu đạt chuẩn xã nông thôn mới có ông Dương Văn Triệu, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trà Cú.
Qua 4 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Quấn Hữu đã thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Các công trình điện, đường, trường, trạm đều được đầu tư xây dựng, đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân. Đặc biệt là tỷ lệ đường trục xã, liên xã, đường huyện, đường tỉnh đều được nhiều quá, với tổng chiều dài trên 22 km. Trên 50 km các tuyến đường trục ấp, liên ấp, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng đều được cứng quá. Hộ nghèo được kéo giảm. Hiện xã còn 7 hộ, chiếm 0,22%. Thu nhập bình quân đầu người 51,3 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt từ 98%. Toàn xã có trên 96% hộ đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa nông thôn mới, có 100% ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Văn Triệu, Bí thư Huyện ủy Trà Cú mong muốn xã An Quẩn Hữu cần tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân về công tác xây dựng nông thôn mới, cảnh quan môi trường và các tuyến đường qua. Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Bí thư Huyện ủy Trà Cú kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, người dân phát huy truyền thống cách mạng của xã Anh Hùng, tiếp tục chung tay cùng với đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và giữ vững xã nông thôn mới. Xác định rõ vai trò mục tiêu đảm bảo cung ứng đủ điện năng phục vụ sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 30 năm qua, kể từ ngày tái lập tỉnh Trà Vinh, tháng 5 năm 1992, tháng 5 năm 2022, Sở Điện lực Trà Vinh, nay là Công ty Điện lực Trà Vinh được thành lập và đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm vừa có để đưa ánh sáng nguồn điện về các vùng nông thôn, vùng có đồng bào dân tộc trong tiến trình đổi mới và hội nhập. Thời điểm mới tách tỉnh năm 1992, hệ thống lưới điện tỉnh Trà Vinh chỉ có một trạm biến áp 66 kV với dung lượng 6 MVA. Toàn tỉnh chỉ có gần 6.000 khách hàng sử dụng điện. Lưới điện chỉ tập trung ở thị xã, trung tâm các huyện. Điện áp vẫn trong tình trạng chưa đảm bảo. Lúc bấy giờ, toàn tỉnh còn trên 90% ấp xã và hơn 91% số hộ dân trắng điện. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, chính sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các nghị quyết và các giải pháp thiết thực, hợp lý, lãnh đạo Công ty Điện lực Trà Vinh đã tập hợp, động viên cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty không ngừng nỗ lực, phấn đấu bằng nhiều biện pháp đẩy nhanh công tác phát triển tỷ lệ hộ dân sử dụng điện, đưa điện về nông thôn. Với những cố gắng vượt bậc, vào tháng 8 năm 2004, Công ty Điện lực Trà Vinh đưa điện lưới về 100% xã phường thị trấn trong tỉnh Trà Vinh. Một mốc son quan trọng rất đáng được ghi nhận của Công ty Điện lực Trà Vinh 30 năm qua đó chính là việc đầu tư hoàn thiện dự án cung cấp điện cho hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh. Dự án được triển khai từ năm 2011 đến năm 2015. Qua 3 giai đoạn đã cung cấp điện cho trên 35.000 hộ dân với tổng kinh phí trên 423.600 tỷ đồng. Theo đánh giá của các ngành chức năng, đây thực sự là dự án điện khí hóa nông thôn lớn nhất và hoàn thiện nhất về mặt cung cấp điện cho các hộ dân nông thôn từ khi chính phủ có chủ trương điện khí hóa nông thôn đến nay. Nếu năm 1992, điện thương phẩm chỉ đạt gần 18 triệu kWh, thì năm 2021 tăng lên hơn 1.100 triệu kWh, tăng gần 1.090 triệu kWh, tương đương hơn 6.000 lần. Qua đó đảm bảo đủ điều kiện cho sản xuất và nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh. Cụ thể là tỷ lệ hộ sử dụng điện từ 7,1%, tương đương 13.330 hộ năm 1992, đến nay tăng lên 99,3%, tương đương gần 287.000 hộ. Có thể thấy rõ việc cung ứng điện năng đầy đủ, chất lượng, an toàn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn theo đúng định hướng của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đề ra. Nhờ có cái đường điện này nè thì ở đây gia đình cũng như là chị em nông dân ở đây cũng trồng ớt á, cũng có điện đài rồi cũng thuận tiện hơn. Rồi trồng cái ớt thì cũng gia đình cũng được phát triển hơn lúc trước. Song song đó, Công ty Điện lực Trà Vinh cũng tập trung nâng công suất, phát triển lưới điện ở nhiều địa phương trong tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu nuôi trồng thủy hải sản, giúp người dân nuôi tôm ở các xã ven biển trong tỉnh như Cầu Ngang, Duyên Hải mạnh dạn chuyển từ phương thức nuôi tôm thả lan sang nuôi tôm công nghiệp. Do đó đủ điều kiện sản xuất nên năng suất tăng cao, sản lượng vượt trội. Điện là vai trò quan trọng để phục vụ, nhất là phục vụ cho sản xuất cũng như là phục vụ cho sinh hoạt đời sống của nhân dân. Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư thì nói chung đường dây trung thế, hạ thế và các trạm biến áp
đã lắp được, lắp đặt, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân trong quá trình phát triển sản xuất, nhất là đối với cái một cái vùng mà cái nuôi trồng thủy sản. Nuôi trồng thủy sản hiện nay thì với phương châm, với cái mô hình nuôi công nghệ cao thì việc mà sử dụng điện nhu cầu rất lớn. Chúng tôi có dịp trở lại và ghi nhận rõ nét sự phấn khởi, lạc quan của nhiều người dân ở ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa qua hơn 3 năm vận hành công trình cấp điện tại đây. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 14,6 tỷ đồng, gồm khối lượng đường dây trung áp 3 pha 22 kV trên không 6,4 km, đường dây trung áp 3 pha 22 kV ngầm vượt sông dài 0,5 km, đường dây hạ áp 3 pha trên không 14,4 km. Nói chung là có điện đài với lại đường xá đồ nó ổn định, thì nói chung là trường học đồ trạm y tế đồ có đầy đủ, thì nói gì vấn đề mà mặt hàng đưa mua bán thì nó cũng thuận tiện rất nhiều. Rồi có điện đài thì nói chung là dân nuôi công nghiệp đồ nhiều, nói chung cũng phát triển hơn lúc xưa. Ở đây là qua 30 năm với sự lãnh đạo sâu sát của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, sự nỗ lực của các sở ban ngành và địa phương, đặc biệt là cái công ty điện lực Trà Vinh đã triển khai nhiều cái dự án, cái công trình để đầu tư lưới điện, đưa điện về nông thôn là đến địa bàn tỉnh góp phần. Thứ nhất là đưa tỷ lệ hộ sử dụng điện từ 7,14% năm 92 lên 99,25% năm 2022, là tỷ lệ là 286.853 hộ. Và đặc biệt thì cái điện lưới được đầu tư kéo vượt sông qua các cái cồn như ở là Long Hòa, Hòa Minh, Long Trị, rồi Tân Quy, rồi cồn An Lộc. Đây là một cái điểm nhấn mà phát triển cái kinh tế, du lịch, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân ở các vùng Cù Lao. Cái thứ hai nữa là công ty điện lực nó cũng góp phần cho cái giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng từ 270 tỷ năm 1992 đến năm 2022, hay là tăng lên 32.015 tỷ đồng, gấp 118 lần so với năm 1992. Trong giai đoạn hội nhập, công ty điện lực Trà Vinh đã chủ động thực hiện chuyển đổi số hiệu quả bằng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong việc cải tiến quy trình kinh doanh. Từ khi mà mình áp dụng cái công nghệ số đăng ký điện qua hình thức giao dịch trực tuyến, thì về phía tiện lợi khách hàng, thì khách hàng đăng ký điện thì không phải mất thời gian đi lại nhiều lần, nó gọn, nó nhẹ và đỡ tốn chi phí đối với khách hàng. Về tiện lợi về phía điện lực thì có thể là tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng và tra cứu kịp thời thông tin của khách hàng, phối hợp khách hàng thuận lợi. Khi thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ điện trực tuyến được thực hiện qua các kênh tương tác kỹ thuật số như trang web chăm sóc khách hàng EVN, SBC. Ứng dụng chăm sóc khách hàng giúp khách hàng có thể sử dụng thiết bị di động để thao tác gửi yêu cầu về dịch vụ điện, tra cứu thông tin, thanh toán tiền điện trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Công ty đã sử dụng cái dịch vụ là không sử dụng tiền mặt, là sử dụng là chuyển tiền qua các cái tài khoản ngân hàng, cái số hiển thị có công ty. Thì qua đó thì nó rất tiện lợi là chúng ta không có giao dịch tiếp xúc, đồng thời là các dịch vụ tiện ích như vậy là cái ngân hàng nó hoạt động là như vậy là rất là tiện lợi, cũng như là chúng ta không còn phải đi kiểm đếm tiền mặt. Phát huy những kết quả đạt được năm 2022 và những năm tiếp theo, công ty điện lực Trà Vinh tiếp tục phấn đấu vươn lên, gặt hái những thành quả mới, huy động mọi nguồn lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả đầu tư lưới điện. Thì nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của công ty Trà Vinh có những trọng tâm trọng điểm phải thực hiện như sau. Thứ nhất là phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội cũng như sinh hoạt của nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu điện. Cái thứ hai là tập trung tất cả các nguồn lực để thực hiện các cái công trình mà đầu tư xây dựng về lưới điện phân phối, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha, kèm theo đó là các cái trạm biến áp, làm sao mà đảm bảo là không để xảy ra tình trạng mà thiếu điện cho người dân trong sinh hoạt cũng như trong cái sản xuất, nhất là cái nuôi tôm của khu vực mà ven biển. Cái thứ ba nữa là phối hợp tốt với địa phương cũng như là các cái đơn vị liên quan, tập trung mà
vận động nhân dân thực hiện các cái chế độ theo quy định của nhà nước cũng như của tỉnh trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ các công trình mà lưới điện 110 đưa vào vận hành đúng cái thời gian và tiến độ đã được tổng công ty điện lực miền Nam phê duyệt. Hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, trong thời gian tới, công ty điện lực Trà Vinh tập trung lấy khách hàng sử dụng điện làm trung tâm, cung cấp dịch vụ trực tuyến, vận hành hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin với công nghệ tự động hóa hiện đại, kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, tự động hóa các quy trình nội bộ và cộng tác với khách hàng, đối tác, vận hành thích ứng với nền kinh tế số trong giai đoạn đổi mới và hội nhập. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.